thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Matthew chương 25. Matthew chương 25 tiếp nối chương 24 trong loạt bài giảng cuối cùng của Chúa Giêsu. Trong chương này, Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra ba ẩn dụ khác nhau để nhắc nhở những người đi theo Ngài cần có một đời sống tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa trở lại. Có thể chia phân đoạn Kinh Thánh này làm ba phần. Phần 1 kể câu chuyện 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, câu 1 đến câu 13. Câu chuyện này như một lời nhắc nhở về sự tỉnh thức, vì không một ai biết trước ngày giờ Chúa sẽ quang lâm. Trong câu chuyện này, Chúa Giêsu cho biết có 5 người dại và 5 người khôn. Dấu hiệu để phân biệt giữa người dại và người khôn là sự chuẩn bị đem theo dầu, phòng đến lúc hết dầu, câu 3, câu 4. Sự chuẩn bị dầu ở đây nói đến tinh thần sẵn sàng đón chàng rể đến bất cứ lúc nào. Vì đám cưới tại vùng Palestine thường kéo dài nhiều ngày với những đám rước, chàng rể và gia đình đến nhà cô dâu để rước dâu về lại nhà trai hay một địa điểm khác để cử hành hôn lễ và dự tiệc. Vì là dịp vui nên thì giờ của đám cưới rất uyển chuyển, không bị gò bó, để không bị ràng buộc với vấn đề giờ giấc. Đó là lý do có khả năng chàng rể đến trễ. Vậy nên tiệc cưới chỉ chuẩn bị cho những ai sẵn sàng. Phần thứ hai của chương kể về câu chuyện một người chủ sắp lên đường đi xa nên gọi các đời tớ của mình lại và giao tài sản cho họ, câu 14 đến câu 30. Mỗi người tùy vào khả năng mà được giao với lượng tài sản khác nhau, câu 15. Một thời gian sau, người chủ quay trở về và tính sổ với họ. Người nhận được 2 và 5 ta lân đã làm lợi ra gấp đôi số ta lân mình nhận được. Vì vậy, họ được người chủ ban thưởng. Không những thế, họ còn được gọi là người đầy tớ ngay lành và trung tín, được giao thêm nhiều công việc và được chung vui niềm vui với người chủ, câu 21. Ngược lại với 2 đầy tớ này, người đầy tớ nhận được 1 ta lân đã không làm gì với số tài sản mà chủ đã giao cho. Người này còn lấy lý do vì người chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra, nên ông đã đem tài sản đi giấu, câu 23, 24. Dưới mắt người chủ, đây là hành động của sự gian ác và lười biếng. Vì vậy, người đầy tớ này đã bị chủ lấy lại ta lân đang có và chịu lãnh hình phạt. Ẩn dụ này như một lời cảnh báo cho những người đi theo Chúa cần sử dụng tốt những ta lân Chúa ban cho. Ta lân đó có thể là thời gian, ân tứ, tiền bạc. Không một ai được viện dẫn bất cứ lý do gì mà không làm lợi ra cho Chúa. Tất cả mọi người đều sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa trong ngày Chúa trở lại. Chúa Giêsu kết lại bài giảng trên núi Olive của mình bằng việc nói đến sự phán xét sau cùng mà mỗi người sẽ phải đối diện. Đó là ngày mà Chúa Giêsu sẽ ngồi trên ngai vinh quang, muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài. Khi ấy, Ngài sẽ chia ra làm 2 bên, bên phải là chiên và bên trái là dê. Trong ngày đó, vị vua của nước trời sẽ ban phước cho những người ở bên phải, tức là chiên, vì họ đã thể hiện đức tin thật của mình trong những việc thường nhật của đời sống, thông qua hành động giúp đỡ con cái Chúa và những người khác trong những hoàn cảnh khốn khó khác nhau. Khác với những người bên phải, những người ở bên trái, tức là dê, đã sống một đời sống thờ ơ, vô cảm trước nhu cầu của người khác. Câu chuyện này không dạy chúng ta chỉ cần làm việc lành là được cứu, nhưng cho thấy đức tin thật là đức tin thể hiện trong những việc rất nhỏ nhặt của đời sống. Nói cách khác, khi một người không quan tâm đến nhu cầu của anh em trong Chúa hay người khác, chứng tỏ họ cũng không quan tâm đến Chúa. Đức tin thật của một người được thể hiện qua những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Matthew chương 25 khép lại với 2 viễn cảnh hoàn toàn đối lập nhau. Một viễn cảnh là hỏa ngục với hình phạt đời đời cho những người gian ác. Một viễn cảnh khác là thiên đàng với sự sống đời đời cho những người công chính. Bài giảng cuối cùng này của Chúa Giêsu như một lời nhắc nhở rằng chung cuộc của mỗi người phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Mỗi lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến chung cuộc khác nhau, hoặc là hình phạt đời đời, hoặc là sự sống đời đời. Bạn lựa chọn điều gì? Câu hỏi suy ngẫm. Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn như thế nào trong việc sống với đức tin mỗi ngày?
chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con biết ơn Chúa vì những điều Chúa ban cho con. Xin tha thứ cho những lần con đã không sử dụng tốt những talent Chúa ban cho. Xin giúp con biết tận dụng mọi điều Chúa ban cho để làm ích cho công việc nhà Chúa và người khác. Xin Chúa cũng hướng dẫn con biết cách bày tỏ đức tin nơi Ngài thông qua những điều nhỏ nhặt của đời sống. Xin cho con đừng mê mải những bận rộn của đời sống mà thiếu đi sự tỉnh thức và chuẩn bị tấm lòng chờ ngày Chúa đến. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.